Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay anh quay cho anh em xem một video của tàu cá lưới rút của tập đoàn lưới rút Phú Yên trúng cá nọc dời nha anh em. Ghe này là ghe của anh Tư Gành Dưa, 294 Gành Dưa, thuộc tổ đoàn 14 của tập đoàn lưới rút Phú Yên nha anh em ơi. Thì anh em xem trên cái màn hình của mình á, thì thấy ghe còn khoảng 4-5 tấm lưới nữa chưa kéo lên ghe, nhưng mà lượng cá ở trong cái đẩy cá nó bọt rất là nhiều, cho nên là bây giờ những anh em đỡ cái lưới nó rộng như thế, đỡ cho con cá nọc dời nó sống, nó đủ cái lượng oxy nó sống anh em. Rồi bây giờ các anh em trên tàu cá sẽ tiến hành lấy một cái tấm lưới nhỏ, một cái tấm lưới nhỏ chúng ta gọi là cái bơ hay là cái mành mà cái dân làm lưới rút của mình hay gọi là như vậy. Rồi ta sẽ lấy cái tấm lưới này, chúng ta đi đánh quanh tròn ở trong cái đẩy cá và chúng ta tiến hành lấy cá lần lần nha anh em. Chứ cái lượng cá lớn thì chúng ta không có thể nào mà lắp cá gì đỡ lấy một lần được, thì chúng ta phải đỡ lưới nó rộng rồi chúng ta tiến hành lấy cá dần dần. Thì món cá này theo mình độ ước lượng khoảng tầm vài chục tấn nha anh em. Bởi vì những cái món cá mà tầm mười mấy đến 20 tấn thì nói chung là những anh em đi làm cái nghề lưới rút về cũng gặp những cái món cá đó thường xuyên. Thì những cái món cá tầm chục rưỡi đến 20 tấn thì không có làm khó khăn cho những anh em ở trên tàu đã từng có kinh nghiệm trong công việc lấy cá. Thì cái món cá nọc dời này mình độ ước lượng khoảng tầm vài chục tấn. Rồi sau đó anh em lấy cá lên ghe thu mua được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu nha anh em. Bởi vì cái con số mình chỉ độ ước lượng chứ nó không có hoàn toàn chính xác được. Tại vì cái đẩy cá nó quá trời luôn, còn khoảng 4 tấm lưới mà cá nó quá trời bọt luôn. Hiện tại là có một ghe thu mua của ghe của anh Tư Gành Dưa đang cập vào và tiến hành bắt đầu múc cá này, đánh cái bơ này xuống này, lắp cá vào để múc cá. Còn một ghe thu mua khác của tập đoàn thu mua của anh Cang cũng ở bên ngoài đang lấy hết đá ở dưới hầm lên luôn, để chuẩn bị ghe thu mua kia mà lấy xong cá thì ghe thu mua nọ cập vào tiếp tục lấy cá. Đó anh em xem, sau khi chúng ta quýnh cái bơ cái mành xuống ở trong cái đẩy cá là bắt đầu những anh em trên tàu họ tiến hành họ lắp ở trong cái bơ này lại. Đó, thấy cá ở trong cái bơ nó bọt anh em. Bởi vì cái đặc thù của con cá nọc dời á, nó rất là dễ tử, gọi là nó rất là dễ chết anh em. Khi chúng ta lắp khô hoặc là lắp cạn lưới á, thì nó không đủ cái lượng oxy đỡ cho nó sống. Nếu mà nó tử rồi thì cái công việc lấy cá của anh em thì nó rất là khó. Thứ hai nữa thì con cá nó mất giá. Thứ ba nữa là khi nó tử rồi thì nó rất là dở mà làm bịch lưới nha anh em. Đó, con cá nọc dời nó những cái quay đuôi, quay hông, quay lưng của nó rất là bén, cho nên là khi mà nó quay vô trong lưới mà cái lượng cá chúng ta đang nhiều thì chúng ta đỡ lưới thẳng quá thì nó dở bị quay và nó không có điều lưới, nó rất là dở bị rách lưới. Cho nên cái cách này là cách lấy cá của anh em lưới rút, gọi là bản quyền của người Việt Nam luôn á anh em, Match by Việt Nam á. Đó, cách lấy cá của người Việt Nam nè. Anh em xem những cái video ở trên nước ngoài á thì thấy họ đánh bắt bằng tàu, họ tiến hành lấy máy họ hút cá. Còn ở anh em lưới rút thì cái lượng cá nhiều thì đa phần hầu như là gần hết anh em đều sử dụng cái cách này hết. Cách này mình thấy rất là hay và hiệu quả. Đó thì mình cũng đi đánh bắt, đi thu mua. Thì trong quá trình đi đánh bắt đến cái vùng nào thì mình cố gắng quay một hai cái video đặc sắc, lưu giữ lại những cái hình ảnh, những cái hành trình mà anh em đã từng đánh bắt, từng trải qua. Rồi thời gian mùa đông hay là thời gian sau đó anh em không còn làm việc nữa thì anh em có thể xem ở trên YouTube của cái kênh Bố Già Đi Biển á.
anh em sẽ thấy những cái hình ảnh ghe về các cái hành trình đánh bắt của mình ở trên đó. Thì cái kênh này là cái kênh do mình chủ quản, nhưng thực sự là cái kênh cũng giống như là tất cả các anh em, bởi vì nó ghi lại cái hành trình của tất cả các anh em và lẫn cả tàu cá ghe thu mua của mình, chứ trên video này chưa có một lần nào mình quay về cái bản thân mình luôn. Cá bọt quá trời anh em ơi. Ghe của anh Tư Gành Dưa thì cái kích thước nó khoảng tầm hơn 17 mét thôi nha anh em. Thì nhiều năm trước thì những anh em mà làm cái nghề lưới rút mà từ cái vùng Bình Định tới Ninh Thuận á, thì cái tên của anh Tư Gành Dưa cũng là một cái tên mà được rất là nhiều anh em làm nghề lưới rút nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Ảnh làm cũng rất là hiệu quả trong cái nghề lưới quay đêm. Thấy cá múc lên ham quá anh em ơi. Thì những cái video mình quay á, thì mình chọn cái thời điểm mình quay và mình ngồi ở cái góc mà nó né gió, né về cái tiếng ồn, và mình cũng bình luận trực tiếp trên video luôn, cho nên là cái lượng cá anh em xem là cái lượng cá trực tiếp đó, trực tiếp những cái lời mình thấy sao thì mình nói trên video cho anh em nghe vậy đó, thì nó phù hợp trong cái cảnh của video. Còn sau đó thì mình cũng phải là đi đánh bắt, mình cũng phải là đi thu mua, chứ một cái đẩy cá như thế này là nó nằm tầm vài chục tấn, thì có khi người ta lấy tới từ nửa đêm họ đánh lưới xong họ lấy tới mờ sáng chưa xong cá. Mình không thể nào mình đứng tại đó mình quay hết một cái video cho anh em xem toàn bộ 5-6 tiếng đồng hồ, mà nếu mình quay vậy thì cũng không có anh em nào mà đủ cái gọi là cái đủ cái thời gian mà để xem hết cái video nó dài như vậy, cho nên là mình sẽ gói gọn trong vòng khoảng tầm vài mươi phút. Những cái video nào gọn hơn thì mình sẽ quay tầm mười mấy phút, những cái video nào mà nó đặc sắc hơn một xíu thì mình quay tầm 20 hoặc hơn 20 phút một xíu. Đó, anh em thấy là cái màn nó bơ vô rồi người ta tiến hành họ lấy cá, còn lưới ở bên ngoài, lưới bên ngoài rất là nhiều nha anh em. Lưới bên ngoài cũng mình độ cũng tầm phải 4 tấm lưới. Cá nục dời con hơn ký không anh em ơi, con tầm một ký hơn không á, ký hơn là con muốn bằng cái cổ chân hơn cái chân mình rồi. Thì cũng rất may là mình vừa mới mua cái camera này, nó quay cái chất lượng cũng rất là tốt để phục vụ cho anh em xem. Vừa mới quay mua một cái camera này 15 triệu mấy trăm á, mình gửi của một cái anh chuyên bán camera xách tay ở ngoài Hà Nội, ảnh mua giùm từ bên nước ngoài về. Thì cái camera này nó cũng không phải gọi là mắc tiền, nhưng mà các cái shop máy ảnh ở Việt Nam họ không có nhập cái camera này về, cho nên là mình phải nhờ một người cũng gọi là quen ở trên mạng á, mình gửi tiền nhờ ảnh mua luôn. Ảnh cũng rất là uy tín, ảnh cũng mua rồi ảnh đóng gói ảnh gửi về cho mình rất là bài bản. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Thì cái camera này nó quay rất là tốt, nhưng mà ở ngoài biển thì chuyện rung lắc thì chúng ta không có thể nào tránh khỏi nha anh em. Thì mình đang mua một cái gimbal gọi là cái cây chống rung á, nó tầm 4 triệu rưỡi đến 5 triệu để hỗ trợ cho cái camera này, để quay cái chất lượng phim nó tốt hơn, để phục vụ cho anh em xem. Thì cái gói combo mà mình vừa mới mua cách này khoảng tầm 10 ngày đổ lại là bao gồm cái gói đó là 20 triệu, chưa tính những cái đồ lặt vặt trước đó mình đã mua sắm cả laptop luôn là 5-60 triệu rồi. Bữa nào có một thời gian rảnh là mình về nhà mình sẽ review toàn bộ cái đồ ngờ cho anh em xem. Mỗi cái đồ ngờ mình mua là đều gắn liền với một cái kỷ niệm, một cái sự khó khăn mà mình phải trang trải rất là nhiều mới mua được cái món đó. Còn bây giờ giới thiệu cho anh em thì mình chỉ nói vừa mới mua một mấy triệu thôi, chứ thực sự bỏ cái số tiền đó ra mua là
bao nhiêu thời gian suy nghĩ rồi quyết định, khó khăn lắm mới dám mạo hiểm mua. Đó, làm cái này cũng gì rất là đam mê, để quay lại những cái video đặc sắc cho anh em xem. Thì mình xem ở trên mạng mình thấy cái camera đó nó cũng gọi là tốt, nhưng mà không biết bên ngoài nó ra sao, thôi mình thử liều mua luôn. Thì cũng may thì cái chất lượng nó cũng đáp ứng cho anh em xem, thì mình thấy cũng hơi hơi hài lòng. Chứ một cái camera tầm mười mấy triệu thì nó cũng chưa phải là một cái camera xịn, nhưng mà thôi như vậy là được rồi. Thấy lấy ké ha mô anh em, để không làm biển mà cái cảm giác á, cái cảm giác mà đánh được một món cá mà như này á, thì thứ nhất là nó mang về cái thu nhập cho tất cả anh em đi làm ở trên tàu, thứ hai nữa là thu nhập của chủ tàu, và cái quan trọng á, là những người đi biển á, là họ thích cái khả năng mà chinh phục á, anh em, khả năng chinh phục có thể là một tháng, một năm hoặc là nhiều năm mới đánh được một cái món cá mà gọi là tầm rất là lớn. Nhưng mà chính vì cái điều đó cho nên thôi thúc cái sự đam mê của rất là nhiều anh em làm biển, đặc biệt là cái nghề lưới quay đêm, cái khả năng mà giống như là chúng ta đã chinh phục được cái thiên nhiên anh em ơi. Chứ còn mà gọi là làm mà đỡ kiếm sống thì rất là nhiều người đã làm. Anh em thấy mình quay các cái video về biển rồi, cái ngờ ở dưới biển này không phải là một cái ngờ mà dở chơi nha anh em. À, phải đi xe nhà hàng tháng trời, có khi là bao trăng cả tháng rưỡi. À, phải xe vợ con, rồi nói chung là tất bật mọi chuyện trong gia đình đều giao lại cho ở nhà hết. Rồi việc con cái này nọ là không giao lại cho vợ quản lý hết. Tất cả các anh em cũng theo cái nghiệp biển, theo cái đam mê, rồi cũng vì miếng cơm manh áo mà ở trên biển cả tháng, một tháng rưỡi trời. Ké liên tục múc lên luôn anh em, đánh có một cái bơ, đánh có một cái mành mà múc ké từ lúc nãy giờ luôn. Đánh một cái mành này thì chắc là múc lần trong cái mành này khoảng tầm vài tấn. Nếu mà đánh chục cái mành này là kiếm vài chục tấn. Hình như mình thấy là múc cái vợt nó không có được đầy lắm, múc cà lưng vậy. Mà nọc dời lên là con này con nấy là thù lù luôn. Đó, trước mắt là có hai ghe thu mua trực sẵn rồi nha anh em ơi, một chiếc ghe nhà với một thu mua ngoài của tập đoàn thu mua của anh Cang ở Phú Lạc. À, đó, con cá nọc dời có anh bạn lấy con bỏ vô thúng quá ừ luôn. Thì mình quay trong mỗi cái video á, thì có những cái thước phim tới những cái đoạn á, thì mình cũng bình luận, mình cũng nói trên video cho anh em xem. Mình nghe một video mà tới 20-30 phút mà mình nhiều khi anh em xem ở trong cái cảnh ban đêm, hoặc là cái cảnh nó cứ cũng chỉ là cái con tàu vậy thôi, mình nó không có những cái điểm gì mà để anh em nhận ra cái điểm đặc sắc của mỗi con tàu. Cho nên là mình quay mỗi video thì mình sẽ bình luận lên trên đó những cái điều gì mà nó mới lạ, hay những cái điều gì nó hơi đáng quan tâm thì mình nói trên video cho anh em xem. Anh em xem một video mà 20 phút đó, hoặc là 30 phút mà không có những cái lời bình luận, hay là mặc dù cái lời bình luận có thể là nó không quá hay, nhưng mà một video mà giống như mình xem thầm đó, mình bấm một cái đoạn phim mà không có tiếng đó, mình xem tới 20-30 phút thì nó rất là chán. Không thể nào chúng ta xem một video 20-30 phút mà không có âm thanh, hoặc là các cái video mình quay đó, gọi chung là cái cảnh nó không có lột tả hết được, nó không lột tả hết được. Cho nên anh em xem video nhiều khi mình xem mình không có hiểu cái gì cứ chiếc ghe vậy quay miết. Cho nên là mình mà trong mỗi video đó, nó có những cái điều đặc sắc riêng thì mình sẽ chỉ ra cho anh em thấy cái điều đó. Chứ thật sự ngồi biển thì cũng chỉ là ghe tàu và nước mênh mông thôi, không có gì mà đặc biệt hơn kể hết.
Nếu không có những cái lời bình luận, những cái lời mà chỉ dẫn trong từng video thì anh em xem một cái video của mình mà đỡ hết cái video nó chán lắm anh em ơi. À, anh em thấy ở trên trên tàu ké của ghe anh Tư thì có hai súng phen, gọi là hai ống phen thì tầm khoảng gần 2 tấn phen, hạt 2 tấn phen. Đây anh em có một ghe thu mua bên ngoài là đang của tập đoàn thu mua của anh Khang ở Phú Lạc, để lấy hết đá lên ở trên bon rồi. Còn một ghe thu mua của anh Tư Gành Dưa thì đang lấy cá, và chúng ta thấy cái đẩy cá nó còn rất là rộng, toàn bộ cái đẩy cá là đang được ganh canh hết đó, bởi vì cái lượng cá nó lớn anh em, lượng cá nó lớn mà khi con cá nục dời nó mạnh lắm. Một món cá mà nếu mà món cá ngoài 10 tấn thì cái lực hút của nó anh em, lực hút của nó hút một phát là nó nhận nguyên lứ nó đi luôn. Cho nên là những cái phao đầu như thế này là nó không thể nào chịu nổi. Lần trước mình quay một video về tàu cá cũng đánh trúng nục dời, nhưng mà sau đó anh em, sau đó có những cái tàu cá sau đó cũng thuộc tập đoàn lưới rút Phú Lạc luôn, họ đánh những cái món cá nục dời đó, cũng tại cái điểm nục dời đó luôn. Một món tới 100 mấy tấn anh em, 120 tấn, 130 tấn luôn, những món cá gọi là khủng khiếp. Mình chỉ tiếc một điều là những cái tàu ké đó bữa đó mình không có quay lại được, rất là buồn và rất là tiếc với những cái video đó luôn. Cho nên là những cái món ké mình nói 30-40 tấn hay 50-60 tấn chưa gọi là nhiều nha anh em, chưa gọi là nhiều, bởi vì ở làng mình mà nói về đánh vào con ké nục dời á, thuộc cái tổ đoàn tập đoàn của lưới rút Phú Yên á, có nhiều người đánh món ké mà tới 100 mấy chục tấn, nhưng mà ở làng thì gặp tới ba người đánh món cá toàn 100 mấy tấn không. Thì cách đây khoảng tầm 3 tháng, những cái tháng mà đầu mùa, cách một tháng đầu mùa là tới tháng thứ hai là cá nục dời nó rộ lên đó. Là những cái đoàn ghe của tập đoàn lưới quay đêm của Phú Lạc Phú Yên đó, đánh nục dời mà vô tới cảng là nghẹt cảng luôn anh em đó. Thì năm nay con cá nục dời không hiểu sao mà nó rất có giá nha anh em, giá bờ nó nằm tầm trên 20 á, gọi là trên 20.000 một ký anh em. Chứ còn mỗi năm hoặc là nhiều năm trước thì con cá nục dời nó rất là rẻ, nó nằm tầm 10.000, 12, 13.000, có khi nó xuống còn 8-9.000 thôi anh em đó. Nhưng mà đòi hỏi muốn đánh cá nục dời mà có tiền phải đánh số lượng lớn anh em, đánh số lượng tới ngoài 30 tấn. Và đặc biệt con cá nục dời nó rất là khó đánh anh em, nó nằm rất là sâu, nó nằm tới mức nước 100 mấy chục mét đó. Đánh cá nục dời là không phải là dở nha anh em ơi, đánh cá nục dời mà đánh được cá nục dời cũng thuộc loại dạng cao thủ nha anh em. Đó, bây giờ anh em lấy hết cái lượng cá ở trong cái bơ rồi. Đó, bây giờ anh em theo cái bơ lên, theo cái mành nhỏ lên. Bắt đầu chúng ta tiến hành, chúng ta bỏ cái mành nhỏ xuống ở dưới thúng lại. Rồi sau đó những anh em ở dưới thúng sẽ quấy cái thúng ra và đánh cái mành này tròn tròn bên trong cái đẩy cá. Rồi ở trên tàu á, thì những anh em ở trên tàu sẽ kéo hai cái gạnh của cái mành này kéo vào. Chúng ta hớt cá ở trong cái đẩy cá anh em,